Okay. Chúng ta bắt đầu ở 19 giờ 3 phút. Một lớp online của chúng ta sẽ là 40 phút. Chúng ta sẽ học trong vòng 35 phút, còn lại 5 phút cuối chúng ta sẽ giải các cái đề thi sinh lý ABC khoan. Rồi, lớp trưởng nói rằng hôm trước chúng ta đã đi đến phần Related Clinical Terminology. Chương trước Tết chúng ta đang ở cái chương gọi là The Nervous System, hệ thần kinh. Về hệ thần kinh thì nhắc cho các bạn học rằng để nắm được hệ thần kinh không phải là khó. Các bạn sẽ chia ra cách học như thế này. Về hệ thần kinh, về anatomy, anatomy thì rất là khó. Những cái bạn bước vô phòng nhớ tắt dùm cái micro cho thầy. Thầy không có thời gian để khi thầy đang dạy mà thầy phải dừng lại để tắt micro. Và nếu mà thầy nói mà các bạn vẫn không làm thì thầy sẽ quay trở lại và thầy sẽ giục các bạn nó ra ngoài. Và khi thầy giục ra ngoài thì bạn nó sẽ không học được nữa. Nên nhắc các bạn khi bước vào lớp nhớ tắt dùm cái micro. Vì các bạn đang ngồi quán cà phê hoặc ở đâu đó nó rất là ồn, thầy không dạy được. Rồi nhắc lại, chúng ta đang ở phần Related Clinical Terminology của cái chương The Nervous System. Đối với hệ thần kinh thì phần anatomy rất là khó học, vô cùng khó học. Các bạn phải học cả hệ thần kinh, cả 10 hệ thống. Đầu tiên các bạn phải vượt qua được các cái thuật ngữ như là brain. Các bạn phải vượt qua được các khái niệm về hộp sọ, hộp sọ, rồi brain, rồi đầu tiên là khái niệm, rồi các bạn phải vượt qua được khái niệm brain, rồi sau đó các bạn phải được vượt qua được 12 đôi dây kinh sọ, 12 khái niệm nerve, rồi các bạn sẽ vượt qua được các cái hệ thống giải phẫu như là chất xám, như là chất trắng, như là não thất bên, não thất ba, lỗ Monroe, cống sinuvius, rồi xuống tủy sống. Ở trên não chúng ta phải học cả cầu não, cả hành não, đại não, rồi tiểu não, rồi đó. Anatomy thầy chỉ nhắc lại bao nhiêu đó thôi. Về phần sinh lý thì nó dễ học hơn một chút xíu so với phần anatomy. Đó là nói đến sinh lý não thì các bạn nhớ dùng các cái đường thần kinh ta sẽ học, đó là các cái đường thần kinh, các cái hệ thần kinh somatic system và autonomic nervous system. Sinh viên sẽ rất là khó tiếp cận khi ta nói đến hai cái hệ thần kinh này. Tuy nhiên chúng ta sẽ học theo một kiểu rất là dễ học. Đó là khi nói tới somatic thì các bạn nhớ tới con ngựa vằn. Con ngựa vằn. Hồi trẻ, hồi nhỏ, chúng ta hay bị một câu hỏi là con ngựa vằn là một con ngựa đen có vằn trắng hay con ngựa trắng có cái vằn đen? Để trả lời câu hỏi này thì các bạn chỉ cần gõ vào Google, các bạn gõ giùm cho thầy chữ dermatome mà. Khi nói tới con ngựa vằn là một con ngựa đen có vằn trắng hay con ngựa trắng có vằn đen, thì các bạn chỉ nhớ giùm cho thầy từ dermatome mà thôi, không cần học bài, chỉ cần nhớ dermatome mà. Vậy người ta hỏi dermatome là cái gì vậy? Dermatome là một thuật ngữ để giải quyết con ngựa trắng, con ngựa là một con ngựa vằn là một con ngựa trắng có vằn đen hay con ngựa đen có vằn trắng.
Các bạn nhìn vô đây các bạn sẽ thấy rất là dễ học. Đây, một cơ thể con người. Ta hỏi con người là một con ngựa vằn, có đúng không? Nếu các bạn nhìn dưới góc độ somatic, đúng, nó là con ngựa vằn. Bạn nhìn thấy trên màn hình của mình, một con ngựa vằn chính thống luôn. Như vậy nếu các bạn ngồi kế bên một cô gái rất là đẹp, không mặc gì, các bạn nói em là một con ngựa vằn, cô gái đó sẽ rất là phiền hà. Nhưng rõ ràng nếu các bạn nhìn dưới góc độ dermatome mà, thì các bạn thấy từ da đầu cho tới da gót, mỗi một con người là một con ngựa vằn. Ở đó mỗi một tiết đoạn thần kinh đều có tên hết. Thí dụ như trên đầu ta có V1, V2, V3. Một cách dễ nhớ đó là dây thần kinh tam thoa. Dây thần kinh tam thoa có nghĩa là dây năm. Dây năm 1 tính từ cái chân mày lên đỉnh đầu. Dây năm 2 tính từ chân mày cho xuống tới khóe miệng. Và dây năm 3 tính từ khóe miệng xuống tới cổ. Rất là dễ học. Còn lại các bạn sẽ thấy C2 cho tới T12. Ta hỏi C1 đâu? C1 đâu? Khi nói tới C1 thì các bạn nhớ dùng dây thần kinh đốt sống Atlas. Bạn nào đã đọc thần thoại Hy Lạp, các bạn sẽ nhớ Atlas là gì. Tuy nhiên trường y hiện nay không có nhiều bạn đọc thần thoại Hy Lạp, do đó các bạn sẽ không biết. Thầy ơi, trên cái hình này đốt Atlas nằm đó, dây thần kinh C1 nằm đó, tại sao chỉ có C2 mà không có C1? Tại sao đốt sống cổ chỉ có 7 đốt sống cổ mà lại có C8? Đây là những câu hỏi khó chịu. Như vậy, tất cả những bạn học lớp Mẫn Nghi nghe thầy hỏi chưa? C1 đó. Tại sao đốt sống cổ chỉ có 7 đốt mà lại có C8? Vậy C8 là có quái quỷ gì vậy? Atlas là ai vậy? Thần thoại Hy Lạp nói gì về Atlas? Nếu những câu hỏi này mà được đưa vô hỏi thi thì các bạn sẽ thấy được rằng khả năng rớt của chúng ta rất là cao. Tuy nhiên bài học của chúng ta hôm nay không nhấn mạnh về phần giải phẫu, chúng ta chỉ nhấn mạnh về phần sinh lý. Được chưa? Chứ vậy ta đang nói tiếp tới thần kinh autonomic. Đây là autonomic. Rồi giờ thầy bỏ bớt hết dermatome, atlas, C1, C8. Ta sẽ trở về autonomic nervous system. Vậy ta hỏi nó là cái gì vậy? Autonomic nervous system là cái gì vậy? Đây là hệ thần kinh tự trị. Hỏi tự trị là cái gì vậy? Trên đất nước Việt Nam, các trường đại học vẫn phụ thuộc vào bộ. Bộ vẫn quyết định thế này, thế nọ, thế kia. Thế ta hỏi, tại sao trường đại học không có quyền autonomic? Tại sao? Như vậy quay trở lại cơ thể con người. Tại sao một ông bộ trưởng mắc đái, ông bộ trưởng bộ giáo dục mắc đái là do thần kinh nào? Somatic hay là autonomic? Và ông bộ trưởng đi đái là do dây kinh nào? Somatic hay autonomic? Như vậy, trong cơ thể một con người, khi các bạn mắc tiểu, đó là do thần kinh autonomic quyết định. Nhưng khi các bạn đi đái, nước đái giọt ra ngoài, thì lại là do thần kinh somatic quyết định. Như vậy, một sinh viên y học hệ thần kinh, học sao đây? Học sao đây khi nói tới chuyện mắc đái, mắc ỉa? Học sao đây khi nói tới chuyện đi đái và đi ỉa? Rất là khó. Học sao đây trên đất nước mình khi một trường đại học không có quyền autonomic? Học sao đây khi các bệnh viện hiện nay vẫn không có quyền autonomic? Như vậy thì người thì cho đi đái nhưng lại không cho đi ỉa. Người thì cho đi ỉa, không cho đi đái. Người thì mắc đái nhưng không được đi đái. Như vậy, dưới góc độ của một bác sĩ, ta sẽ học thần kinh autonomic và thần kinh somatic như thế nào đây? Quay trở lại hình này. Đây là một cái hình để nhắc cho các bạn thần kinh somatic. Có nghĩa là nếu các bạn véo vào đùi một bạn ngồi kế bên, các bạn hỏi, ta đang nhéo dây thần kinh nào của mày?
Thì các bạn nhìn lớp hình này, các bạn có thể trả lời được. Nó là dây não. Nếu là mặt trước, các bạn sẽ thấy chủ yếu là L. Nếu là mặt sau, các bạn sẽ thấy chủ yếu là S. Được chưa? Như vậy, véo đùi của một anh bạn ngồi kế bên là một động tác dễ làm, nhưng rất khó để trả lời chúng ta đang kích thích dây thần kinh nào. Bây giờ các bạn nhìn lên cánh tay. Nếu các bạn nhéo vào mặt trong của một người bạn ngồi kế bên, nếu ở phần cánh tay, thì các bạn sẽ thấy phần trên ngoài của cánh tay chủ yếu là C5. Đó là thần kinh C5. Ta hỏi nó là thần kinh nào? Somatic. Nếu các bạn véo vào mặt trong của cánh tay thì nó là T2, T3. Có nghĩa là nó thuộc đốt sống ngực. Các bạn thấy không? Cùng là một cánh tay, nhưng một thằng lại là thuộc đốt sống ngực, ngực rất là cao. Ngược lại một thằng lại là thuộc đốt sống cổ, sống cổ tương đối thấp. Rồi, nếu các bạn nhéo vào đầu của ngón tay út, các bạn sẽ thấy đây là dây thần kinh C8. Như vậy, để nhìn lên một cái hình ở trang này, từ đốt sống cổ C3 cho tới đốt sống L1, để giải thích, các bạn sẽ thấy không đơn giản. Để cho một sinh viên Y1, Y2 hiểu rõ được tầm quan trọng của anatomy như thế nào. Trường của chúng ta, các sinh viên đa số không nắm tốt anatomy, vẫn được lên lớp. Đây là một tội ác của lịch sử. Những bạn đó phải ở lại lớp. Rồi, chúng ta đi tiếp tới sinh lý. Blood-brain barrier. Blood-brain barrier, ta gọi là hàng rào máu não. Điều may mắn là cái hàng rào máu não không cho rất là nhiều thuốc vào bên trong. Cho tới giờ phút này, người Việt Nam vẫn được cho kháng sinh một cách tùy tiện. Nếu như hàng rào máu não không chặn lại, cho các thuốc đó vào, cứ bỏ một viên thuốc vào miệng uống hoặc chích một mũi thuốc vào mông mà nó được vô ốc, thì đa số người Việt Nam sẽ khùng hết. Vì người Việt Nam hiện nay, bác sĩ Việt Nam hiện nay cho kháng sinh vô tội vạ. Trên trái đất có hai nước cho kháng sinh bậy bạ nhất. Số 1 đó là Ấn Độ, số 2 đó là Việt Nam. Như vậy để nhắc cho các bạn rằng, may mà trời thương có một hàng rào máu não, Blood Brain Barrier. Chính nhờ đó mà người Việt Nam hiện nay vẫn còn sống khỏe, không khỏe lắm nhưng cũng ổn dưới cái sự cho thuốc bậy bạ của các bác sĩ hiện nay. Như vậy, khi học tới bài Blood Brain Barrier, các bạn nhớ dùng não chỉ cho hàng rào máu não, chỉ cho kháng sinh vào khi có viêm, khi mô não bị viêm, màng não bị viêm hoặc sau mổ sọ não, thì lúc này kháng sinh mới vào não được. Đây là điều may mắn của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ học tới thuật ngữ cerebrovascular accident, ta gọi là tai biến mạch máu não. Hiện nay ở Cần Thơ có một bệnh viện SIS chuyên về tầm soát đột quỵ. Như vậy các bạn phải hiểu được thế nào gọi là cerebrovascular accident. Nếu trong nhà của bạn có một người thân trên 50 tuổi, thì các bạn cần phải đánh giá cho được các nguy cơ có thể có của một người thân mình dưới góc độ cerebrovascular accident. Để dễ hiểu hơn, đề nghị các bạn xem video 1 phút, 2 phút của một chị YK43, rất dễ học.
sẽ tìm hiểu về hai bệnh lý động mạch nguy hiểm nhất thường gặp trên lâm sàng, đó là bệnh lý và động mạch vành. Hôm trước bạn Phương đã trình bày và hôm nay tôi sẽ trình bày về bệnh lý động mạch não hay còn gọi là đột quỵ. Ngày xưa nhắc đến đột quỵ thì người ta nhắc đến 3H, có nghĩa là đột quỵ do heart là do não, heart là do tim và heat là đột quỵ do sinh hóa nắng nóng. Nhưng mà hiện nay thì đột quỵ chỉ được dùng để nói về tai biến mạch máu não hay gọi là cerebral vascular accident mà thôi. Cái bệnh nhân bị đột quỵ thì sẽ có biểu hiện lâm sàng là tiêu tiểu mất tự chủ và tùy theo mức độ nặng nhẹ thì sẽ có xuất hiện hôn mê hay là không. Và cái bệnh này thì nó có liên quan chặt chẽ đến diabetes. Có hai loại tai biến mạch máu não. Loại nhất 80% là do cục máu đông là do co thắt mạch máu não, và 20% còn lại là do vỡ dị dạng mạch máu não. Chúng ta có thể chẩn đoán 80% này bằng MSCT có cản quang bơm iốt hoặc là MRI 1.5 Tesla chứ không cần đến MRI 3 Tesla như là bệnh lý của động mạch vành. Và đặc biệt là với cái 80% này thì chúng ta khi MSCT không cản quang thì sẽ không nhìn thấy gì cả. Với 20% còn lại thì chỉ cần chụp MSCT không cản quang là đủ thấy rồi. Và đây là hình ảnh chúng ta sẽ thấy khi mà chụp. Ok, như vậy thầy sẽ dán cái video lên trên cái trang của lớp Mẫn Nghi. Và các bạn sẽ coi lại video đó thay vì phải đi tìm mất thời gian. Chúng ta gõ trang của Mẫn Nghi thì nó sẽ hiện lên. Sau đó ta sẽ dán cái video này lên lớp Mẫn Nghi. Rồi, tới đây thì các bạn có thể xem được cái video này. Gì vậy? Sai gì đây rồi? Có một cái gì đó rất sai ở đây. Rồi, như vậy các bạn có thể coi được cái video này trên trang chủ của lớp mình. Rồi, giờ chúng ta học tiếp. Lumbar puncture. Nói về lumbar puncture thì chúng ta biết đây là một kỹ thuật chọc dò tủy sống. Trước đây các kỹ thuật chọc dò tủy sống thường để chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên hiện nay, tất cả các phẫu thuật trong phòng mổ, tất cả những phẫu thuật, thủ thuật từ dưới rốn chảy xuống chân, người ta đa số đều làm lumbar puncture để thực hiện các cái thủ thuật phẫu thuật này, thậm chí mổ bắt con, mổ trĩ, mổ dò hậu môn, mổ rất là nhiều phẫu thuật ở dùng dưới rốn xuống dưới bàn chân, người ta đều sử dụng kỹ thuật này. Vì thế cho nên hiện nay đa số các kỹ thuật chọc dò tủy sống người ta đều nhờ tới bác sĩ gây mê. Ở đó bác sĩ gây mê làm thuần thần thục hơn và
nhường nhịn hả? Các bạn có thể lấy cái bài Lâm vào bến trở của bạn một bạn để hiểu về kỹ thuật này. Chúng ta sẽ xem một cái video này. Ok, các bạn có thấy dễ dàng chúng ta tìm được video này. Rồi. Đây là một nhân vật mà khi nói đến ai cũng biết. À, như vậy khi nói tới cái bệnh multiple sclerosis thì các bạn nhớ luôn dùm cái nhân vật này. À. Rồi, ta học tiếp. Neurons à, đau dây thần kinh. Bất kỳ một cái đau dây thần kinh nào ta đều gọi nó là neurons à. Neuritis là viêm một cái dây thần kinh. Sở dĩ người ta gọi nó như vậy bởi vì các bạn nhớ rằng để học được một cái dây thần kinh thì các bạn phải học theo cái trình tự như thế này. Đầu tiên là các bạn phải vượt qua được các cái kiến thức về neuron. Rồi sau đó chúng ta sẽ học lên một chút xíu đó là các cái fiber. Rồi sau đó chúng ta sẽ học lên một chút xíu đó là các cái bundle. Và cuối cùng đó là nerve. Như vậy, để có một kiến thức bền vững về thần kinh, các bạn cần phải học trình tự như vậy. Neuron, fiber, bundle và nerve. Như vậy, ở đây khi người ta nói đến các thuật ngữ viêm dây thần kinh, người ta sẽ nói đến neuritis. Neuropathy là bất kỳ một bệnh lý gì đó thần kinh được nguyên nhân hay bản chất thì ta gọi là neuropathy. Parkinson's disease, đây là một cái bệnh mà người ta tìm thấy được là có những cái luồng thần kinh, có những cái tia đi bất thường ở trong não và nó làm cho người ta có cái dấu hiệu đặc trưng đó là bàn tay, người ta gọi là đếm tiền, bàn tay đếm tiền, Parkinson. Và hiện nay người ta thấy được rằng ngoài cái chuyện cho thuốc uống thì các Parkinson người ta có thể phẫu thuật cấm những cái
kim vào sâu trong não để người ta có thể làm triệt tiêu các cái đường phóng thích các cái luồng thần kinh bất thường đó để chống không còn bị run tay run chân nữa. Hiện nay chúng ta có một cái hội gọi là Parkinson's Foundation. Các bạn có thể tham khảo hoặc liên hệ để hiểu sâu hơn về bản chất của cái bệnh lý Parkinson này. Đó. Ta gọi nó là Parkinson's Foundation. Đây là cái vấn nạn của rất là nhiều người nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Rồi, ta sẽ tiếp tục tới remission. Remission là một cái sự tái phát của một cái bệnh lý. A period of time when an illness is less severe or not affecting someone. Đó. Đây là sự miễn giảm, một tình trạng được rút ngắn đó. Của một cái thuyên giảm của một cái bệnh nào đó. Tuy nhiên thuật ngữ này không có ý nghĩa nhiều khi chúng ta sử dụng một cách bâng quơ. Khi nói đến nó, chúng ta cần có một cái ví dụ cụ thể, có một cái ngữ cảnh cụ thể. Spinal shock. Khi nói đến một spinal shock, có nghĩa là khi một bệnh nhân bị chấn thương tủy sống, thì người ta sẽ có các cái giai đoạn diễn biến theo nhiều giai đoạn khác nhau. Khi nói đến spinal shock, các bạn nhớ dùm, không cần nhớ tới cái định nghĩa của nó. Spinal shock is combination of areflexia, hyporeflexia, and autonomic dysfunction that accompanies a spinal cord injury. The initial hyporeflexia presents as a loss of both cutaneous and deep tension reflexes below the level of injury accompanied by loss of sympathetic outflow resulting hypotension and bradycardia. Các bạn không cần nhớ hết cái định nghĩa này. Các bạn chỉ nhớ dùm 4 giai đoạn. Còn thực ra nó có 4 pha. Đó, đây là 4 pha của một cái shock, spinal shock. Pha 1 có thể từ ngày đầu, tôi mới từ bị một cái xe tải cán ngang ngang cột sống trong ngày đầu. Ta gọi nó là areflexia, hyporeflexia. Giai pha 2 ta từ ngày 1 cho tới ngày 3, initial reflex return. Giai đoạn 3 ta gọi là giai đoạn từ tuần thứ nhất cho tới tuần thứ tư, hyporeflexia. Đây là một cái giai đoạn liệt cứng, có rất tăng động. Và cuối cùng là một cái giai đoạn 4 là giai đoạn sau một chấn thương 1 tháng mà bệnh nhân còn sống cho tới 12 tháng, hyporeflexia spasticity. Đó. Giai đoạn này phản ứng rất là tăng động rất là dữ dội. Như vậy, để học một cái bài spinal shock, chúng ta chỉ cần nhớ, không cần nhớ cái định nghĩa đó đâu. Chỉ cần nhớ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Trong ngày đầu tiên, từ 1 cho tới 3 ngày, từ 1 cho tới 4 tuần, tức là trong vòng 1 tháng đầu và trong vòng 5 đầu. Ngày đầu, tuần đầu, năm đầu. Thế là không cần phải học nhiều. Như vậy ta qua được phần giải thích hết các cái phần related clinical terminology. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần gọi là các cái đề thi liên quan tới cái bài nervous system. Đây các bạn sẽ nhìn vô. Thầy đã để sẵn lên trên phần trên cái trang chủ của cái lớp mình luôn rồi. Các bạn thấy lớp chưa? Đây. Đây câu thứ nhất là phản xạ do thiếu máu hệ thần kinh trung ương A B C D E. Câu kế tiếp là các thụ thể áp suất ở xoang cảnh chỉ bị kích thích khi A B C D E. Câu kế tiếp là cơ chế tự điều chỉnh trên mạch như sau A B C D E. Câu kế tiếp là khi tổng sức cản mọi biên tăng. Câu kế tiếp là chất sau đây gây giãn mạch: angiotensin 2, norepinephrine, prostaglandin, endothelin, vasopressin. Và cuối cùng là trong tăng huyết áp mãn tính, mãn chứ không phải mãn nha, đề này gọi sai đó. A B C D E. Như vậy, đây là cái phần để tập tành cho thầy trò chúng ta để làm quen. Các bạn cứ tự giải đáp buổi tới, thầy sẽ hướng dẫn để giải thích tại sao chọn câu này mà không chọn câu khác. Tại sao câu này phải chọn C mà không chọn A, B hay là khác. Tại sao câu này chọn D mà không chọn cái khác. Tại sao câu này chọn
B mà không chọn cái khác. Tại sao cô này chọn B mà không chọn cái khác? Đó. Chúng ta học ở đây không phải là để giải đề thi, mà là để giải thích vì sao tôi chọn câu này mà tôi không chọn câu kia. Như vậy, qua buổi học ngày hôm nay, sau khi một thời gian dài các bạn đã nghỉ ăn Tết, rồi kéo dài cái Tết ra do cái cúm virus corona, chúng ta chưa biết rằng thầy trò chúng ta sẽ gặp lại khi nào. Tuy nhiên, lịch học online sẽ do lớp trưởng quyết định. Do đó chúng ta sẽ tiếp tục để tính tiếp buổi học tới chúng ta như thế nào. Và những buổi học tới, chúng ta sẽ tăng cường lên cái kiểu học hiện đại hơn, tích cực hơn. Các bạn cần phải đọc sách nhiều hơn và cần phải giải thích được hơn bất cứ cái gì mình chọn. Chứ không phải là chỉ khoanh đúng mà không biết tại sao đúng. Cái kiểu ra đề thi là đều không chấp nhận được. Nhất là trong cái tình trạng các cái đề toán lớp 10, 11, 12 thi đại học hiện nay, đều khoanh ABC là đều không chấp nhận được. Hôm nay chúng ta chấm dứt ở đây. Bye bye.